đang sở hữu nhan sắc ưa nhìn nhưng vẫn mong muốn bản thân hoàn hảo hơn nữa. Chỉ vì câu nói bâng quơ của một người bạn mà khiến bản thân phải lên bàn mổ phẫu thuật tận 200 lần đến mức ám ảnh. Hay ngớ ngẩn hơn là chỉ vì muốn giống chúa Sơn Lâm mà một người đàn ông đã chi ra tận 4,5 tỷ để phẫu thuật thẩm mỹ trong 25 năm. Tất cả đều là những trường hợp được cho là thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ gây ám ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Trang 16 thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ gây ám ảnh nổi tiếng thế giới. Hot girl nghiện phẫu thuật từ năm 13 tuổi và cái kết muộn màng. Người ta vẫn nói phụ nữ làm đẹp là vì chính họ, và bất kỳ cô gái nào cũng muốn mình sở hữu một gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng, sớm như cô gái này thì chắc hẳn là hiếm gặp. Các bạn không nhầm đâu, cô gái này ngay từ năm 13 tuổi đã bắt đầu cho công cuộc tân trang nhan sắc của mình trên bàn mổ rồi. Và chỉ sau 3 năm, cô gái này đã trải qua hơn 60 ca phẫu thuật khác nhau để có được gương mặt xinh đẹp theo ý muốn. Thậm chí có thời gian, cô còn không thể đến trường vì phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của cô. Và tính đến năm 2020, cô nàng được cho là đã trải qua hơn 100 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ. Các bạn thấy sao nhỉ? Riêng mình thì chưa nói đến việc sinh sống ở đây, nhưng nhìn gương mặt này, chắc hẳn cô gái đã phải trải qua không ít đau đớn, thậm chí là những chê bai từ dư luận và những người xung quanh. Gương mặt của cô bị nhận xét là cứng đờ như tượng giáp. Không chỉ thế, phẫu thuật khi tuổi còn quá nhỏ cũng là một vấn đề khiến cô bị ném đá dữ dội. Tuy nhiên thì cô nàng cũng chẳng mảy may là mấy. Cô cho rằng bản thân làm đẹp là vì chính bản thân mình, chứ chẳng phải vì bất kỳ một tiêu chuẩn nào khác của bất kỳ ai ngoài kia. Tuy nhiên thì chỉ sau vài năm, hậu di chứng của phẫu thuật càng khiến cho cô gặp vấn đề tâm lý, và vì chỉnh sửa quá nhiều khiến cho gương mặt không thể nào hồi phục được nữa nên cô nàng đã cực kỳ hối hận. Đúng là có hối hận thì mọi sự cũng đã muộn rồi các bạn nhỉ. Riêng mình thì thấy khi nhìn vào tấm hình ngày chơi dao kéo, dù không quá xinh đẹp nổi bật nhưng cô gái này cũng không hề xấu xí đúng không? Và cũng đến từ Trung Quốc, nhưng cô gái ngay sau đây còn có cái kết bi thảm hơn nữa. Cô gái cuồng dao kéo nhất Trung Quốc với 200 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Tại xứ sở của anh hàng xóm Trung Quốc, cô nàng có tên Bao Bao cũng được mệnh danh là người cuồng dao kéo nhất Trung Quốc khi sở hữu cho mình khoảng hơn 200 lần phẫu thuật thẩm mỹ trong hơn 10 năm. Cô nàng đã không ngần ngại chi hàng triệu nhân dân tệ với mong muốn tân trang nhan sắc của mình. Tuy nhiên, hậu quả giờ đây cô đang phải hứng chịu đó là nguy cơ phải nói lời vĩnh biệt với vòng 1 của mình. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2003 khi Bao Bao tìm đến một trung tâm thẩm mỹ nhỏ và được tư vấn nâng vòng 1 cho thêm phần quyến rũ. Dù khá đau đớn, nhưng sau khi nhìn thấy thành quả là vòng 1 đầy đặn, to tròn thì cô nàng cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Thế nhưng, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày nghiện phẫu thuật sau đó. Không chỉ muốn trùng tu vòng 1, cô thậm chí còn thực hiện kéo dài chân đến mức phải đeo thêm nẹp chân sau cuộc đại phẫu. Còn vì sao lại có tới 200 cuộc phẫu thuật? Thì bởi vì cô nàng đã dại dột lựa chọn cho mình một địa chỉ làm đẹp chui kém uy tín, kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là di chứng của chất Amergen, một chất keo nâng ngực đã bị cấm sử dụng ở Trung Quốc vào người, khiến cô phải thực hiện thêm rất nhiều cuộc phẫu thuật vào thời gian sau đó. Tệ hơn nữa là cô nàng còn đang phải đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn phần ngực vì di chứng. Đúng là vừa thương mà cũng vừa đáng trách các bạn ạ. Nói chung là phẫu thuật cũng không có gì là xấu, nhưng quan trọng phải tìm đến địa chỉ uy tín với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu, chứ không thì tiền mất tật mang. Các bạn nhìn bộ dạng hiện tại của cô gái này thì biết rồi đấy. U70 gây sốc ngoại hình sau chứng nghiện phẫu thuật. Theo các bạn thì nhan sắc mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đã qua chỉnh sửa hay chưa? Xin thưa là chưa các bạn nhé. Có thể nói từ đôi mắt sách đến gò má cao, gương mặt có phần thô và đôi môi dày, nhìn qua thì nhiều người sẽ cho rằng bà chẳng có điểm gì quyến rũ cả. Thế nhưng, dù không sở hữu diện mạo sắc nước hương trời, nhưng hình ảnh thời son trẻ của nữ diễn viên, vũ công kiêm MC Lin May đến từ Mexico vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ, tự tin và thu hút buộc người đối diện phải xoay đầu ngắm nhìn. Thế nhưng, đấy chỉ là ngày xưa. Giờ đây, gương mặt của bà hoàn toàn khác nhờ chứng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ bị chê bai về nhan sắc, Lin May còn có gu thời trang thiếu tinh tế. Bà đam mê những trang phục thiếu vải, hở hang đến phản cảm. Bởi vậy mà dù đã U70, nhưng vẻ ngoài của bà luôn là chủ đề nóng và tốn giấy mực của các bài báo câu view. Khỏi có nói, sự thất bại của thẩm mỹ cộng với điều kiện tuổi tác, không ít những người đã để lại những bình luận nghiệt ngã dưới những bức ảnh của bà. Thậm chí có người còn ví như ma hiện hình. Thực sự thì đặt hai bức hình này và so sánh thì mình thấy thương và tiếc hơn. Ngoài đôi lông mày không hợp mốt cho lắm thì tổng thể vẫn rất tự nhiên và cuốn hút. Còn hiện tại thì chẳng có cách nào cứu vãn được nữ diễn viên đã 70 mùa xuân này.
Chưa hết đâu, vào khoảng tháng 8 năm 2021, bà còn khiến cho Giang Cư Mận, Mexico được một phen hú hồn hú vía khi tiết lộ đã mang thai dù đã 68 tuổi và còn có dự định làm đám cưới cùng với người tình kém bà 39 tuổi nữa. Người đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ suốt 25 năm chỉ vì muốn thành chúa Sơn Lâm. Từ trước tới nay, người ta thường tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn mình càng ngày đẹp hơn. Thế nhưng, bạn đã bao giờ nghe đến có người thẩm mỹ để khiến bản thân mình độc đáo hơn chưa? Người đàn ông đến từ nước Mỹ này chính là một người như vậy. Đó chính là anh Dennis Arner, đến từ xứ sở cờ hoa, Mỹ. Để nói về lý do thì được biết, chỉ vì nghe nói người da đỏ có thể dùng phục trang màu sắc và những chiếc vòng sắt để cải trang thành vật tổ tượng trưng cho bộ tộc mình, nên anh đã quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để góp phần đưa truyền thống của bộ tộc mình phát triển xa hơn nữa. Chỉ trong vòng 25 năm, người đàn ông này đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí sơ bộ rơi vào khoảng hơn 20 vạn đô la Mỹ, tức là cũng xương xương khoảng tầm 4,5 tỷ đồng. Giờ đây khuôn mặt của anh Dennis đã thay đổi hoàn toàn, từ mắt, môi, lông mày, tất tần tật đều được anh tân trang thay đổi. Thậm chí anh còn nhổ hết răng đi và trồng thêm răng nanh để trông mình giống hổ hơn. Oái oăm hơn là mặc dù anh đã nhiều lần khẳng định thần kinh và tâm lý của mình hoàn toàn bình thường, nhưng các bác sĩ chuyên khoa vẫn cho rằng anh đã mắc phải căn bệnh tâm lý thường gặp. Căn bệnh này khiến người mắc phải luôn gặp vấn đề trở ngại về hình dáng bên ngoài cơ thể. Không những thế, các bác sĩ còn cho rằng hiện tại tình trạng bệnh của anh Dennis đã rất nghiêm trọng. Rồi xong, chẳng biết là anh có vấn đề về tâm lý hay không, nhưng mà đây đúng quả là một sở thích kỳ lạ có 102 mà không ai có thể ngờ tới được. Và không chỉ mong muốn trở thành chúa Sơn Lâm đâu, nhiều người còn đánh liều tính mạng của mình lên bàn phẫu thuật chỉ bởi những sở thích kỳ quái hơn. Chi tiền tỷ để phẫu thuật thành quái thú. Rõ ràng rồi, tính chất căn bản của phẫu thuật thẩm mỹ là làm đẹp, sửa sang những chi tiết chưa hoàn hảo của cơ thể. Tuy nhiên, người đàn ông có tên Henry Damon đến từ Venezuela lại sẵn sàng chi cả tỷ đồng để biến mình thành quái thú. Theo lời kể thì Henry là fan cuồng của Red Skull, là nhân vật nổi tiếng của truyện tranh hãng Marvel từ năm 12 tuổi. Anh luôn mơ một ngày nào đó sẽ trở thành nhân vật mà mình ngưỡng mộ, đặc biệt là khuôn mặt. Và vì mục đích tối cao này, Henry đã lao động quần quật, tích cóp tiền khi đến đủ 30.000 euro, tức là xương xương khoảng hơn 1 tỷ đồng để lên bàn phẫu thuật. Giống như những ca phẫu thuật thẩm mỹ khác, Henry đau đớn vô cùng nhưng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ước mơ cuối cùng đã được biến thành hiện thực. Đặc biệt, bức ảnh trước và sau đại phẫu của anh bán độc quyền cho các tạp chí nổi tiếng như là The Sun, Daily Mail của Anh hay là Star của Đức mang lại chi phí tương đối cao để anh có thể bù đắp lại số tiền thẩm mỹ. Rõ ràng là không phải ai cũng dám đối đầu với đau đớn nếu không có máu điên. Có lẽ nhờ vậy mà người Venezuela nói chung nhận định trường hợp của Henry là thần kinh có vấn đề. Chưa kể họ còn ngán ngẩm lắc đầu vì Henry thậm chí còn xăm luôn cả mặt mình thành hai mảng đen đỏ như vậy. Khó tin hơn khi vợ con của anh cũng hết sức đồng ý và tạo điều kiện cho anh thực hiện ước mơ cao cả này. Không chỉ cùng với chồng gom góp tiền từ lúc mới quen, vợ con Henry còn rất tự hào và hãnh diện khi cùng anh ra đường. Dù sao thì mình vẫn thấy người đàn ông này vô cùng may mắn, chỉ ít là hơn những người mà chúng ta đã đề cập ở trên. Bởi gọi là phẫu thuật để xấu đi, nhưng đương đầu với những chỉ trích tồi tệ từ người ngoài, anh lại nhận được tình yêu lớn lao đến từ gia đình, một điều mà hàng vạn người chấp nhận rủi ro phẫu thuật để có được. Chi 700 triệu đồng để phẫu thuật giống với thủy thủ mặt trăng. Đó là Nozomi, một cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Được biết thì từ nhỏ, Nozomi đã hết sức yêu thích các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Thủy thủ mặt trăng. Chính vì vậy mà mong ước lớn lao của cô đó là đến một ngày mình có thể biến thành một thủy thủ mặt trăng đích thực. Kết cục là trong khoảng 6 năm, cô đã trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật và tiêu tốn khoảng 700 triệu đồng, chịu đựng đau đớn để trở thành phiên bản mình yêu thích. Và đây chính là Nozomi của hiện tại, một đôi mắt to vượt chuẩn người bình thường. Còn cánh mũi nhỏ xíu, đôi môi cong nũng nịu thì là y hệt nhân vật hoạt hình 2D. Có người cho rằng cô gái trẻ quá sốc nổi, không nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ, lại xem nhẹ bản thân mình mới thực hiện quá nhiều cuộc đại phẫu như vậy. Đổi lại, vẻ ngoài kỳ dị của cô hiện tại khiến nhiều người sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng Nozomi cũng rất dũng cảm khi dám theo đuổi tiếng gọi của đam mê. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy diện mạo mới của cô gái này như thế nào? Hãy comment suy nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những người được cho là thảm họa phẫu thuật nổi tiếng thế giới rồi. Không biết là các bạn ấn tượng nhất với trường hợp nào? Hãy để lại một cái tên xuống dưới phần bình luận cho top 1 cũng như là mọi người cùng biết với nhé.
Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì cũng đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!